Rồi các em tạo một cái nốt page đi, tạo một sách mới. Đặt tên là My Notes Page chẳng hạn. Tạo xong các em cái form nó mặc định là form 1, các em đổi luôn tên form cho các em. Đây là form bên này, nhớ chấm CS. Ấn yết luôn để cho nó chọn đổi tên này. Cái ghi là mai nó sẽ kết này. Chỉnh luôn vị trí cho nó này. Bây giờ anh sẽ làm, anh làm một lượt nhanh trước, sau đó là anh sẽ dừng lại. Sau làm lại từng bước cho em xem nhé. Anh làm một lượt nó lượt trước để anh quay video xong tạm dừng lại. Các em chú ý một chút. Làm nhanh không? Chọn anh quyền cho nó này. Đấy. Bây giờ các em quay về cái giao diện Note Page nhìn. Đấy. Cái phần trên này sẽ dùng một cái menu chip này. Có phần bên trong để sẵn sàng gõ. Cái phần này gõ trên nhiều dàn thì chúng ta sẽ dùng một cái control tên là Dictatorbox. Đầu tiên kéo cái menu này. Menu bây giờ làm việc nhiều toolbar thì các em cho cái mũ này xuống để mình làm nó tiện. Menu các em vào mục menu toolbar này, mở rộng nó ra. Kéo menu chip này. Đấy. Nó ghi là type vào here, mình gõ ở đây này. Đây là file này. Tab này, đây là edit này. Cái đuôi của nó vừa nó view này. Có một cái này format text. Và cái chỗ này mình viết xong thì kéo về đến trước được cả vị trí. Đấy. Giờ cái cấp con của nó này, mình chọn vào file này. Trong file có những mục là new này, open, send này, server e, page setup và đi. Anh chỉ làm một số cái về nhà các em tự gõ thêm vào nhé. Đây có new này. Cái này gõ enter thường dưới được, có open này. Send này. Step e này. Page setup này. Còn exit này. Đấy. Trong phần edit này có các phần này. Undo để sao nhé. Có format này, có liên quan đến form này. Và hôm nay sẽ hướng dẫn các em dùng cái menu format này trước. Tạo ra cái menu này để mình chọn form này, chọn màu chữ cho nó. Đây có một form này. Phần này có selection form này. Đây có panel này. Selection panel này. Và để soạn thảo nội dung bên trong thì mình dùng một control tên là Dictatorbox. Nó cũng tương tự như Dictatorbox thôi, nhưng khác một cái là mình có thể soạn thảo được nhiều dòng mà nó rộng hơn. Thế là các em vào mục căn mình control này, kéo Dictatorbox ra. Đây, nó trên Dictatorbox này, kéo ra. Thì khi kéo ra nó chưa đầy hết màn hình như ý của mình không? Đây trường hợp này, nó toàn bộ nó hầu như chiếm hết màn hình. Thế đấy mình sẽ dùng thuộc tính Dock của nó. Đây. Dock là thuộc tính chung, nếu cái nào trong full thì các em dùng Dock này. Còn cái phần ở giữa nó về phim, phim dịch cái tiếng Việt ta nghĩa là đầy đúng không? Đấy, bây giờ chạy thử này. Và thậm chí lúc mình muốn là hiển thị xuất than nó to luôn đúng không? Chỉ tính một con, thế là nói thật trước. Đây, chỉ nói này. Đây, chỉnh vào kích vào con này. Chọn Windows tên là Mac Star. Đấy, coi như giao diện tạm rồi. Đấy. Trong khi chỉ có form, bây giờ mình mở rộng thêm là mình thực hành cho khác thì các em cho hai phần. Một phần chọn form chữ không thì nó sẽ mặc định là chọn hết tất cả cho cái Dictatorbox này. Sau cái phần mình viết vào ấy. Còn một phần selection tức là mình bôi đen phần nào thì mình sẽ thay đổi cái đấy theo cái phần mình chọn chứ không thay đổi hết. Đầu tiên là các em dùng Continuum này. Trong phần đầu thoại, đây, các em vào phần Dialog này, nó có Pointer này, Kernel Dialog này, Folder, Blow Dialog này, Form này, Open File này, Save File này. Bây giờ dùng với Form thì các em sẽ thao tác cái Form, các em kéo cái Form ra. Đấy. Đó, chưa?
Nó cũng tương tự như cái phần open file này anh giới thiệu rồi. Đầu tiên để hiển thị nó ra này, kích vào phong này, các em gõ bình thường thôi, phong thì nó một này, có sẵn một này, chấm sau thì nó này. Đấy, bây giờ mới chỉ hiển thị chưa làm gì nhá. Đây thì nó hiển thị lên cái hộp thoại có các phong cho mình chọn. Đây, thấy cái này quen không? Nó có sẵn rồi, mình chẳng phải làm gì khiển gõ ra đâu, rất là nhàn đúng không? Báo dòng clip của mình là chọn cái phong nào thì cái phần gõ chữ bên dưới nó phải đổi theo đúng không? Thì cái đấy các em làm thế này. Đây, để kiểm tra nó hợp lệ hay không thì các em có phải dùng một câu if này. Đây đi. Đây này, chỗ này mình có. Đây, nếu phong biến mong 1 này chấm cho biến mong này bằng biến mong thì sang chấm ok. Giống hệt như cái open file biến mong này, chấm sau đi nó là hiển thị hộp thoại mà các bộ mình phải chọn xong mới chọn cái phong dưới được. Bằng thì nó sẽ sang chấm ok này. Lúc này các em muốn gắn toàn bộ cái phong đấy à, cái phong ấy cho cái tick box, em chỉ cần gắn là tick box này một này chấm phong này đấy, bằng cái phong đi nó một này chấm phong đấy. Tên xấu quá anh đổi tên đi nhá, các em đổi tên cái này đi. Cái tick box thường ký hiệu của nó có tiền tố là rtxt, tích bóng là TT đúng không? Bây giờ đi tích bóng thì các em thêm chữ đổi trước nhá. Các em ghi là content hả? Đấy. Còn cái form để tránh trung mục em ghi thêm bỏ này thì chữ mẹ được. Hoặc F, các em lại F này, F. Để nó lại được thành ra nhá. F, D, L này, mê này. Đấy. Mình đổi đây thì tự động trong code sẽ đổi theo. Đây, đổi T content này. Bằng form để nó mê trong form. Bây giờ chạy thử nhá. Nhưng mà chữ chân này. Bây giờ mình chọn con cho nó này. Đấy. Kiểu chữ khác này. 50 này. Chỗ này nghiêng này. Câu chữ cho 20 nhá. Đấy, nó thay đổi theo. Và còn một cái là các em nhìn thấy đôi khi có phần hiển thị màu chữ đúng không? Mình muốn hiển thị cái hộp thoại cho người ta chọn chữ ở đây thì trong cái thuộc tính là form biến nó mà có này. Các em để ý cái thuộc tính này, property này. Đấy. Cho các thuộc tính cho mình chọn này. Nó là màu đen này, màu đen này. Chỗ dưới này có cái phần có cái thuộc tính tên là show banner. Nó sẽ giải thích bên dưới này. Bên nào có điều khiển ở đó này để show ra các lựa chọn màu. Nó mà bị nào thô thì là nó không hiển thị. Bây giờ các em chỉ cần đổi thành chu thôi. Chỗ show banner này, cái đúp này bằng chu này. Bây giờ xem kết quả nó khác thế nào nhá. Thế nào. Đây. Nó sẽ có hộp chọn màu cho mình này. Lúc trước mình để phone nó không hiển thị cái này, bây giờ để mình sẽ chọn cái này. Cho màu xanh này. Xanh cá này. Đấy. Vẫn chưa gắn màu. Được. Thôi tạm thời các em cứ chọn cái phone trước đây. Chọn cái phone. Các em ở dưới xong chưa? Đây nhá, bây giờ rõ rồi này. Chọn là phong khác này. Đấy. Nó hiển thị hết không? Như giờ chẳng hạn mình chỉ muốn là cô đoạn này, mình chỉ muốn thay đổi đoạn này trong nhiều vuốt thôi. Lúc đấy mình cứ chọn cái này chẳng có tác dụng đâu, thay đổi hết rồi. Thì khi đấy mình dùng một cái thuộc tính khác của nó, đó là cái thuộc tính con lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn tiếng Anh là gì vậy em? Select. Còn gì nữa? Lựa chọn chu, ngoài select còn gì cũng có nghĩa lựa chọn chu. Nhưng trong này dùng select, chính xác là trong này thì danh từ thì là selection. Đây. Bây giờ tương tự phần trên các em click vào cái mục menu selection form này. Đây. Và ở mục này mình chỉ thay đổi những cái text người ta bôi đen thôi. Đây. Giống hệ phần trên nhá. Nhưng mà các em khác để ý là này, ở trên là mình thay đổi, mình dùng chấm phong đúng không? Thì nó thay đổi toàn bộ cái phong của cái nội dung mình nhập vào, cái text box ấy. Bây giờ mình chỉ muốn cái phần mà người ta chọn bôi đen thôi. Thì cái phần bôi đen nó ghi là selection. Đây. Chấm này, các em đến chữ N này, select này. Sơn này, thấy chưa? Nó bên dưới nó có này, selection color này, selection font này.
thì mình muốn thay đổi cái form người ta lựa chọn thì các em phải chọn là selection form. Bây giờ xem khác này. Đây, bây giờ chỉ muốn thay đổi cái đoạn bôi đen thôi. Đây. Vào format selection form này. Chọn kiểu chữ khác này. Cho 26 này. Thấy chưa? Chỉ cái đoạn ở giữa thay đổi thôi. Và đây có một cái bóng điện này. Được không? Đấy, bây giờ anh chỉ thay đổi đoạn này thôi. Tương tự đoạn dưới anh muốn thay đổi thành một cái khác. Này, chọn selection form này. Cho cái file này. Cho form 48 nhá. Thấy nó khác chưa? Lần trước là mình thay đổi thì tất cả toàn bộ những cái text bên trong này thay đổi thay hết một form đúng không? Bây giờ mình thay đổi từng đoạn một. Cô đây là nào mình thay đổi đoạn đấy. Đây, selection. Đây. Lúc trước là chưa thay đổi cái màu chữ đúng không? Bây giờ các em muốn thay đổi màu chữ thì dùng cái thuộc tính color. Thay đổi màu chữ của cái tick tick box của các em chỉ cần là đấy thôi. Rồi sẽ đây này. Chấm. Cái màu chữ là color color các em. Còn nhớ thuộc tính gì chứ? Color color là màu chữ, background color là màu này đúng không? Đây các em xuống color color này. Bằng này, form denote main này. Chấm color này. Đấy. Bây giờ chạy nhá. Cho màu đen này. Cho thành màu xanh. Có nhìn quá. Dạ mà này. Thế nó thay đổi theo luôn chưa? Đây này. Màu chữ khác này. Cho màu vàng này. Đấy. Nhanh nhỉ? Từ cô có thể hiển thị cái phần design lên kích chuột phải này, view designer này, nó chọn lên trên luôn. Bây giờ mình muốn là chọn màu mà mình chọn màu cơ bản được này, thêm cả cái màu nó có tầm khoảng mấy trăm màu được hạn. Thì lúc này mình dùng một cái hộp thoại chuyên để chọn màu, nó có tên là Canon Denote, em kéo ra. Đây. Mặc định là Canon Denote 1, em đổi tên cho nó. Khi là CN này. Là mê. Đấy. Và trong mục này anh để sẵn hai cái là scanner này và trên scanner, tức là cái phần trên mình sẽ chọn màu cho toàn bộ cái phần người ta có vào, còn phần dưới là selection, tức là chỉ thay đổi cái màu mà người ta vui đen thôi. Bây giờ giả sử mình làm phần trước là chỉ thay đổi tất cả màu ở trong phần gõ vào, em chọn vào scanner này, cái phần hộp thoại này tất cả nó dùng giống nhau hết. Nguyên nhân chung là hiển thị ra cho người ta đó là bằng sau denote này. Và nó chọn ok hay không thì mình so sánh với cái kết quả người ta chọn bằng cách dùng denote function ok. Đây các em chỉ cần dùng hệ bên trên này. Đây. Dùng if bình thường, if này. Cái kia là c đúng không? C là scanner này. Đây. Đây thì nó main này. Canon main này. Chấm. Sau đây nó bình thường này. Bằng thì nó bị sàn giống như cái phần ở form ấy. Chấm ok. Đấy. Thì khi các anh chỉ cần gắn cái màu cho cả tick box bằng cái màu mà ta chọn. Và cách tờ txt này. Main này. Chấm canon này. Đấy. Chấm back canon này có hai loại này. Một cái là back canon này. Còn một cái là for canon. Thì cái back canon là chọn màu nền các em biết rồi. Bây giờ muốn chọn cái màu chữ thì em chọn for color gắn bằng c denote main này chấm color. Đấy, cứ theo cái tên hộp thoại em chọn cái for color lấy for nữa, còn color denote thì em lấy color cho nó. Ok, bây giờ chạy thử này. Đây, chọn một color này. Bây giờ hiển thị cho em lên một hộp thoại đúng không? Màu này chọn dễ hơn này. Các em hãy kích vào cái chỗ định nghĩa màu này xong rồi dùng này, kích đây này. Nếu thì đã có hộp thoại cho mình chọn này. Tức là các em hãy điền màu thay đổi được. Đấy. Được chưa? Ấn ok, phát này trả đổi màu theo cái chỗ mình chọn luôn. Đấy. Và đầu tiên thì chúng ta thường phải kích cái nút này, người ta cái bên này đúng không? Ở trong này nó có thuộc tính sẵn để cho mình
Hiển thị lần đầu tiên nó đang học này luôn. Em vào thuộc tính của cái container, à container đến on đấy. Tích vào phần âm này, property này. Đây. Cái chỗ full open này. Hoặc anh đã có nơi em chọn là true này. Full open này, chỉnh bên dưới này. Chọn bằng true này. Để hiển thị mở tất cả này. Mở cả cái hộp quả kia này. Đây nó mở nơi kia cho mình. Mình khỏi phải tích cái nút đấy. Phần đây là canner ở dưới này. Đây có thể là chiếc hết. Đây là 5 phút.